Hiệp hội các nhà nghiên cứu hàn lâm liên quốc gia Mỹ đã tổ chức trao giải thưởng Noam Chomsky. Phó giáo sư Trần Xuân Bách, giảng viên Đại học Y Hà Nội, là một trong hai người được trao giải thưởng kết nối toàn cầu Noam Chomsky về thành tựu trong nghiên cứu năm 2020. Đây cũng là lần đầu tiên một nhà khoa học của Việt Nam nhận được giải thưởng này. Phó giáo sư Trần Xuân Bách hiện là Phó trưởng Bộ môn Kinh tế Y tế tại Đại học Y Hà Nội. Năm 2019, anh được bổ nhiệm giáo sư kiêm nhiệm tại Đại học John Hopkins, danh tiếng. Nhà khoa học trẻ này có nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu, giám sát và đánh giá các mối đe dọa sức khỏe toàn cầu ở châu Á và Thái Bình Dương và có hơn 300 bài báo trên các tạp chí quốc tế được đánh giá cao về khoa học sức khỏe toàn cầu. Giải thưởng Noam Chomsky năm 2020 trao một huân chương sao bắt đầu cho thành tựu trọn đời, hai giải thưởng ngôi sao tỏa sáng về thành tựu trong nghiên cứu và hai chứng nhận học giả ngôi sao mới nổi. Giải thưởng vinh danh các học giả có những đóng góp đặc biệt cho nghiên cứu xuyên quốc gia. Người thứ hai vinh dự nhận giải thưởng là giáo sư tiến sĩ Trần Thị Lý, công tác tại khoa nghệ thuật và giáo dục, Đại học Đê Kinh, Úc.